Hà Nội xin chào mọi người nha Hôm nay ngày 8 tháng 6 thì em lại lựa được một ít hồ điệp bán nguyệt Đấy, Lá nửa vàng nửa xanh hàng siêu tầm nhá Và cây thì nó là cây giống thôi Em bán cho mọi người giá sẽ rất là rẻ 50.000 một cây 50.000 một cây nhá Nửa vàng nửa xanh như này Giá nó rất là xứng đáng Cây này nhỏ nhỏ xinh xinh về nhà mọi người thay chậu ấy Mình trồng đến Tết là nó sẽ trưởng thành hết cơ Đó Vừa chơi lá được mà vừa chơi hoa được Cây rất là đặc biệt Mọi người mua từ 2 cây trở lên thì em sẽ bán nhé 2 cây tiền ship là 30 Và ưu đãi cho các bác là bác nào mua 4 cây thì em sẽ free ship cho 4 cây là 200 free ship Còn 2 cây thì là 100 nghìn Ship 30 nghìn nữa là 130 nghìn Đó, rất là rẻ Hồ Điệp bán nguyệt nhé Thỉnh thoảng mới có một vài cái cây mà lá biên nó bị đột biến thành như thế này thôi Đấy, lá lửa vàng, lửa xanh, rất là đẹp Mọi người mua hàng ấy thì gọi điện cho em theo số là 0974702106 Số điện thoại em để dưới bài viết nhé Nhắn tin cũng được mà gọi điện cũng được Và chúng ta lúc nào mà nhận hàng ấy, thì luôn luôn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em Đấy, Cây này thì em trồng ở trong cái bầu nhỏ Cây nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng rất là khỏe 50.000 một cây em nhắc lại này 50.000 một cây Mua 2 cây tiền ship là 30 Em bán từ 2 cây nhé Còn mua 4 cây ấy, thì sẽ được bao ship Rồi em xin chào mọi người